Đây, ngồi tí nữa lại rét run thế này. Tôi toàn dây nhá. Một khách hàng đến bật điều hòa kêu. Lúc kêu cứ rầm rầm rầm. Kêu to, o. Mà điều hòa nó lạnh không sâu đâu. Thay mỗi quả lốc xong vệ sinh tất cả các thứ luôn. Lạnh xuống lên 6 độ dưới. Dưới 6 độ. Mà loại này để 6 độ ngắt này. 6 độ ngắt đấy. Lạnh sâu lắm. Đấy, nhiệt độ nhảy xuống âm. Ngắt rồi. Lúc loại này ngắt êm ấy, đúng 6 độ. Đúng 6 độ ngắt. Lên này. Ok rồi, thế là đã xong nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Nếu anh em yêu thích ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube.